xét sản phẩm thần kỳ trên toàn thế giới. Đó, ba cái loại sản phẩm thiết thực về cơ thể: một, táo thải độc miệng tràng làm trẻ hóa da bảo nhiên; thứ hai là bảo nhiên ngăn chặn lượng đường không cho hấp thụ vào trong cơ thể; ba là gì, tiểu phân tử thai khôi phục lại tế bào. Có nhiều những trường hợp mà tế bào ác tính hay ung thư gì đấy đều có cơ hội để chúng ta chúng ta có cái sức khỏe tuyệt vời khi mà dùng cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này đó là nó không phải sản phẩm chức năng, nó là thực phẩm nhá. Thế đây điều thứ hai mà gì, Lan Anh nhận được điều một là mua thương hiệu rồi này, được cái vị trí trên cao nhất này. Điều thứ hai là gì, công ty tặng cho gì 19 hộp sản phẩm. Nói thế này này, nếu như công ty không có sản phẩm cho bạn ấy thì làm sao cái mô hình này, là cái lĩnh vực tiền ảo này là bị gì, bị bắt từ lâu rồi. Cho nên là gì, một cái cơ hội tốt, một mô hình tốt, chế độ trả thưởng tuyệt vời thì làm sao, nó phải có một cái công cụ chạy thì nó mới hợp pháp đó. Nên là tôi nói nôm na là như thế. Cái điều thứ ba ở đây, bạn phải gặp được một người thầy. Bạn phải gặp được một người thầy tuyệt vời, một đội nhóm như ý hùng mạnh, là cái điều thứ ba này này. Bạn có một đội nhóm hỗ trợ bạn kiếm tiền ngay trong ngày hôm sau đó. Vì sao mà tôi nói bạn may mắn? Nếu như bạn không quen cái người giới thiệu của bạn ngày hôm nay thì không bao giờ bạn có cơ hội gặp tôi mà tôi chỉ cho bạn từng dấu chấm ngữ phẩy đâu. Cho nên là cái điều thứ ba, bạn phải gặp được người thầy tuyệt vời, đội nhóm như ý, có tâm huyết, nhiệt huyết, có trách nhiệm là cao. Khi mà gì, khi bạn là gì, bạn nắm bắt này, họ tận tình dẫn dắt bạn từng dấu chấm ngữ phẩy đó, đến khi mà gì, để bạn có cái thu nhập ngay trong ngày hôm sau. Giống như rất nhiều bạn ấy là ngày thứ bảy đã có thu nhập 2.000 đô, ngày thứ 13 có thu nhập 77 triệu đó. Thế thì vào tới đây là rồi, bạn nhận được cái sự hỗ trợ gì? Lan Anh ngày hôm nay đó là khi mà chuyển khoản xong thì Lan Anh sẽ được chỉnh sửa Facebook. Facebook của Lan Anh phải thay đổi đi, không phải giống hình ảnh của hôm trước nữa, của trước đây nữa. Và sau đó cài chính hình ảnh nào, và sau đó là gì, bắt đầu đăng cái lịch trình như thế nào lên trang Facebook. Ví dụ như thế này, tôi cho Lan Anh cái lịch trình như thế này. Tôi cho Lan Anh cái lịch trình như thế này, các bạn nghe nhé. Cơ hội dành cho anh chị em Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên các quốc gia đều có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần làm việc những lúc rảnh không hề ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bạn, mang lại cái thu nhập 200 đô, 400 đô mỗi ngày. Thu nhập lấy ngay trong ngày hôm sau. Và còn gì? Có thể nhận được cái thu nhập tự động mãi về mai sau nữa. Một cơ hội có 102, hoan nghênh anh chị em inbox trực tiếp cho Lan Anh để được tư vấn cụ thể. Thế thì tới đây rồi, Lan Anh đăng cái lịch trình này lên trang Facebook. Có hình ảnh của hệ thống, và Lan Anh sẽ nhận được rất nhiều những cái inbox như thế này. Bạn nhìn trên màn hình điện thoại nhé. Đây, người ta hỏi là gì, chị Lan Anh ơi, làm thế nào được ạ? Em ở Hàn Quốc này, chị ơi em muốn tìm hiểu. Nó nhiều lắm, bởi vì nó gây gì, khi mà đăng cái lịch trình nên người ta không biết là làm cái gì để mà ra tiền nữa, chứ người ta phải hỏi. Thì trong quá trình hỏi thì Lan Anh trả lời như thế nào? Lan Anh trả lời như sau. Chào bạn, mình là Lan Anh, đang định cư ở Bắc Giang, Việt Nam. Ví dụ là như thế. Mình đang định cư ở Bắc Giang, Việt Nam, rất vui được làm quen với bạn. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở khu vực nào, của nước nào, và bạn rảnh vào thời gian nào? Thế thì tới đây rồi. Tới đây rồi thì khách nhất định nó sẽ gì, phản hồi lại, nó trả lời lại chứ. Vâng, em chào chị. Em hiện tại đang ở Đắk Lắk. Em rảnh với cái thời gian là gì, 6 giờ tối đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hoặc nó bảo là gì, em đang ở Nhật Bản. Em dành ở cái thời gian là gì, 8 giờ Nhật Bản đến 11 giờ Nhật Bản. Hoặc người ta nói là gì, em đang ở Nga. Dành với khung thời gian là gì, nó hơi oái oăm một chút vào buổi chiều thời gian của Việt Nam. Đó. Thế thì tới đây rồi thì Lan Anh trả lời như thế nào? Ok. Vì đây là một mô hình kinh doanh liên kết mạng hợp pháp toàn cầu, cái công việc làm ăn nghiêm túc mình không thể nói ngắn gọn từ 5 đến 7 phút để cho bạn hiểu được. Nếu thật sự bạn muốn tìm hiểu về cái phương thức cách làm cụ thể trên trang Facebook, cách kiếm tiền như thế nào qua động tác kết nối trên Facebook, thì mình sẽ hướng dẫn bạn tải Zoom về để mình xếp lịch, và cho xếp lịch để bạn được vào vòng Zoom hội thảo online toàn cầu cùng với 4 đến 500 thành viên Việt Nam vào nghe hội thảo đông như thế này. Giống tối nay bạn cũng vào nghe rồi đấy đúng không? Rất nhiều bạn ở bên cái Zoom lớn như thế này rất là đông đúng không? Quá đông luôn. Thì tới đây rồi ấy, em ra đây rất là gì, vào đây có giảng viên tư vấn rồi, thuyết trình rồi, bạn không phải thuyết trình. Thì Lan Anh tới đây nghe gì, bạn bạn của Lan Anh ở bên Hàn Quốc hay Nhật Bản chẳng hạn. Thì người ta nói là chị ơi thế thì bây giờ Zoom tải như nào, em không biết tải Zoom. Thế thì ngày hôm nay người mà thì bạn là giới thiệu của bạn là người ta hướng dẫn bạn tải Zoom như nào, thì bây giờ bạn hướng dẫn bạn của bạn tải Zoom như vậy.
Có thế thôi. Đơn giản là như vậy. Xong làm sao là gì? Mời người ta kết nối ta vào đây. Khi bạn vào ấy là các mẫu câu hoàn toàn làm theo mẫu câu của Hồng Ngọc nhé. Toàn làm theo tôi thôi, bởi vì tôi đang dẫn dắt các bạn. Thì tôi cho bạn mẫu câu, bạn làm theo các mẫu câu của tôi. Chỉnh sửa theo mẫu câu của tôi. Thế thì hàng ngày hàng giờ là có rất nhiều bạn kết nối là gì, trả lời không hết tin nhắn. Có những em nói chị ơi cho em nghỉ một buổi hôm nay, chị, khách trả lời khách hỏi nhiều quá em trả lời không hết. Đó. Cho nên là gì? Cái Facebook của bạn để ở chế độ công khai mà đăng cái lịch trình như thế mà dưới sự dẫn dắt của tôi thì bạn trả lời không hết tin nhắn. Bạn kết nối bạn vào đây thì kết nối làm sao, có những hôm là gì? Người ta kết nối được 60 bạn vào nghe Zoom. Có những bạn bạn kết nối là đến mức mà tôi phải giật mình. Không hiểu là nó kết nối kiểu gì, nó trả lời kiểu gì. Nó dùng lấy cái mẫu câu của tôi thôi mà nó gì, nó kết nối nó là gì? Kết nối được 60 người bạn vào nghe Zoom. Đó. Thì trong quá trình nghe cái Zoom này xong nghe từ đầu đến cuối thì người ta sẽ hiểu. Đây là một cái mô hình rất là mới mà nhiều người chưa biết. Tiền thì lấy ngay trong ngày hôm sau mà chỉ cần hai người là thành công. Không cần phải lôi kéo nhiều người, thu nhập tự động đến đời con mình. Hai người là thành công trên trang Facebook để ở chế độ công khai thì hai người với họ quá là gì đơn giản. Sản phẩm lại trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi. Đó, mà mình không cần phải thuyết trình chứ. Lịch trình thì hội viên, giảng viên cho mình rồi. Thì mẫu câu thì giảng viên cũng cho rồi, đội ngũ cũng cho rồi. Cho nên là để làm cái động tác này nó quá là đơn giản, người ta nắm bắt ngay. Thế thì ngay là Lan Anh bên trên này, bạn Nga bạn ấy gì vào. Nga hiểu ra vấn đề vào. Vấn đề là Hằng. Nga vào dưới Lan Anh, công ty thưởng trực tiếp cho Lan Anh ở 400 USD. Hằng cũng là gì? Ở dưới Nga, công ty thưởng trực tiếp cho Lan Anh là gì? 400 USD. Nó chỉ có hai tay thành công thôi. Không cần nhiều. Có nhiều rồi sao, lát nữa ông Ngọc nói sau. Chỉ cần hai người thành công. Cho nên thì cái điều tiếp theo nữa là chưa hết, có đường hàng ngang 420 USD. Hàng dọc là 200 USD cũng thường về gì tài khoản của Lan Anh kia. Cho nên là bài toán lớp 4 ra là các bạn giúp Hồng Ngọc cộng lại 800 cộng 8 400 tiền giới thiệu trực tiếp đấy là gì? Giữa cánh tay hai bên cánh trái và cánh phải là gì? Tổng bằng 800 cộng với 420 đô tiền hàng ngang và 200 đô tiền hàng dọc, tổng là gì? Có 1420 USD. Đúng không? Ra rồi đấy. 1420 USD. Thế thì ban đầu bạn vào ấy là gì? Thương hiệu là 1745. Thứ mua thương hiệu ban đầu là 1745. Bây giờ thì có hai người trên Facebook là gì đăng ký, mình đăng bài, mình kết nối gì, chỉ cần hai người là mình thành công rồi, gần như về vốn. Gần như về vốn. Vốn ban đầu vào mua thương hiệu là do 1745, miễn phí 19 hộp sản phẩm cho mình dùng từ ban đầu rồi. Đó. Thế về cái vị trí đại lý này mãi mãi đến đời con mình không bao giờ bị mất. Mất điện, mất mạng, mất máy di tính, mất máy di động. Mua cái mới về đánh mật mã ra, mật khẩu vào, cho nhập mật khẩu vào, lại nhìn thấy hệ thống của mình, tiền của mình vẫn ở trong đội ngũ của mình trong đấy, không mất đi của ai một gì của ai, không mất đi gì một xu nào, không có chuyện ai vào đây mà lấy của bạn cả. Bởi vì cái lịch sử của hệ thống nó ghi lại rất là rõ, từng giây từng phút một ai làm cái gì trong đấy nó ghi hết. Tiếp theo nữa, đến đây rồi chưa hết. Bạn biết là đến đây rồi là chưa hết. Bởi vì sao? Lan Anh vẫn ở bên trên mà đúng không? Đây là Lan Anh vẫn ở bên trên. Tôi vẽ tiếp. Lan Anh vẫn ở bên trên. Đây là Nga vẫn ở đây. Hằng vẫn ở đây. Thì điều gì sẽ xảy ra cho Lan Anh khi mà Lan Anh vẫn ở bên trên? Đầu tiên Lan Anh về vốn. Điều thứ hai, rất nhanh, có khi là trong ngày hôm sau. Xảy ra ngay trong ngày hôm sau. Lan Anh gì? Giữa Nga và Hằng ở bên dưới người ta cũng có Facebook mà. Làm y thao tác y như Lan Anh. Thao tác y như Lan Anh. Cũng nhận được gì? Rất nhiều tin nhắn ở bên Nga, bên Nhật, bên Úc, bên Đức, bên Pháp, ở bên Hồng Kông, bên Singapore, rồi bên Việt Nam, Hàn Quốc hỏi tới gì? Tới Nga và Hằng. Nga ơi làm cái gì đấy? Bên bạn bạn làm gì? Làm gì? Chào chị hay chào anh? Bên anh làm gì? Cho em tìm hiểu với. Cũng nhận được rất nhiều cái này. Nga và Hằng trả lời cũng không hết tin nhắn, luôn làm cái động tác kết nối đi, y như công thức của Hồng Ngọc mà, công thức của tôi mà. Đấy là công thức của tôi, hướng dẫn kết nối vào nghe Zoom đó. Thế thì cũng tương tự thôi. Ngày hôm nay Lan Anh thì đơn giản thì có Nga và Hằng, thì Nga và Hằng cũng đơn giản để có hai người bạn đúng không? Nga và Hằng cũng đơn giản trên Facebook, sẵn sàng có hai người bạn tìm đến họ hợp tác, đây chẳng có cái vấn đề khó khăn gì mà họ. Để mà có hai người bạn ấy mà tìm không ra thì tôi khẳng định là gì, để mà lấy công cụ của tôi, lấy cái hội thoại của tôi, lấy mẫu câu của tôi, lấy lịch trình của tôi, lấy hình ảnh của tôi mà làm cái thao tác của tôi mà không có hai người bạn ấy thì tôi sẽ khẳng định rằng là gì, cái người đó chắc là gì không có chịu đăng Facebook, chứ không có thể không có hai người bạn đó. Cái này hay mà quá là đơn giản dễ dàng. Thì vậy thì ban đầu bạn thử nghĩ xem, bạn có hai người bạn, Nga và Hằng cũng có về vốn gần như về vốn 1420 đô. Vậy thì bây giờ Nga không vậy cũng có 1420 đô.
1420 đây, hàng cũng vậy. Vậy thì bạn ở bên trên bạn được cái gì? Tay trái của Nga, tay trái của Hằng. Có một cái đường thượng hàng ngang 280 đô, hàng dọc 200 đô. Về tài khoản của Lan Anh ở ban đầu. Tài khoản Lan Anh đây. US 12345. Tôi vẫn lấy cái tài khoản mã ban đầu. Bạn nhìn bên tay phải của Nga và Hằng còn có điều gì? Còn có tay phải nữa chứ? Đâu, đúng không? Lúc nãy là chỉ có tính tay trái thôi, bây giờ tay phải nữa mà. Thì tay phải nữa thì có một đường hàng dọc từ trên kéo xuống nữa. 200 USD. Cũng thường về cho Lan Anh. Thì bạn thấy cái điều gì nó xảy ra với Lan Anh? Lan Anh có làm cái gì đâu? Đúng không? Ở bên trên thì có Nga và Hằng đứng bên dưới, họ tự về vốn, thì Lan Anh có khi còn đang trông con, có khi đang đi biển đi ngủ. 680 đô chạy vào tài khoản tự động của Lan Anh khi mà gì? Nga và Hằng về vốn. Nga và Hằng về vốn, Lan Anh có thu nhập tự động. Chỉ cần Nga và Hằng ban đầu vào thôi, Lan Anh đã có thì gần như về vốn. Khi Nga và Hằng về vốn thì Lan Anh lại có thu nhập tự động. Chưa hết, điều này chưa hết. Cứ liên tục diễn nó như thế nào. Bây giờ Lan Anh cũng về vốn rồi, cũng đăng Facebook không chịu ngồi im. Nga và Hằng cũng vậy, cũng đăng Facebook không chịu ngồi im. Bạn của Nga và Hằng cũng vậy, có chịu ngồi im đâu. Chẳng ai tên là ngồi im. Lúc nãy tôi nhìn thấy gì một trường hợp mà gì mới có chuyển khoản đặt cọc để giữ vị trí, còn một chút nữa là đủ, nhưng mà đã đăng Facebook của tôi yêu cầu phải gỡ ngay. Không gỡ là gì, nó chụp lại là bắt đầu thì bạn nó cho lên cần đội ngũ mà cho lên hệ thống mà bạn thì bị sổ đen, là bạn không có cơ hội để vào, cho nên phải gỡ ngay. Đó, cho nên là gì, cái trường hợp này là gì, rất là háo hức, ai cũng vậy, muốn làm luôn, muốn gì, muốn tìm thời gian thật, muốn làm luôn, cho nên là ai cũng đăng Facebook. Cái hệ thống này làm sao là gì để mà gì bạn của Nga và Hằng kết nối hai người bạn, cũng đơn giản thôi, chẳng có cái gì là khó, bởi vì Lan Anh còn làm gì, Nga và Hằng còn làm gì, là đối với họ chẳng có cái gì là gì khó cả. Cho nên gì ngày hôm nay, ngày hôm nay đó thì bạn thấy cái điều gì xảy ra, bạn thấy điều gì xảy ra đây, hệ thống nó phát triển không có giới hạn thu nhập vô biên luôn, bởi vì như thế này này, ai cũng mong muốn về vốn ngay, kiếm tiền ngay, không có ai chịu ngồi im trả lời tin nhắn gì trên Facebook, trả lời không hết tin nhắn đến 2-3 giờ sáng mới chịu ngủ. Hệ thống cho nên sao, hệ thống nó không có gì có chuyện dừng ở đây, phát triển không có giới hạn thu nhập vô biên, chỉ có tính 10% thu nhập tự động thôi, mà tầng thứ 2 đã có 10 tỷ rồi, mà tôi không nói 10 tỷ nữa, tôi nói gì một nửa đi, có những bạn là chạy chậm chạy nhanh, tôi nói một nửa cũng có 5 tỷ rồi, mà tôi không nói 5 tỷ nữa, tôi nói 2 tỷ rưỡi thôi, 1/4 của 10 tỷ, 2 tỷ rưỡi thôi, từ 45 triệu tốc độ rùa bò một năm cho 2 tỷ rưỡi, các bạn thấy thế nào, đúng không? Mà đâu có phải mình có phải thuyết trình đâu, có phải bán hàng đâu, có phải ôm hàng đâu, không phải gì, không phải áp lực về cái con số doanh số hay là phải thuyết trình, vào đây hoàn toàn là gì, đội ngũ cho bạn hết từ A đến Z luôn, cái thu nhập này nó chạy đến đời con mình nữa chứ, đúng không, nó chạy đến đời con mình nữa luôn, không có chuyện đứt. Tiếp theo nữa, bây giờ tôi tặng cho các bạn một cái sơ đồ này nữa, tôi tặng cho các bạn một cái sơ đồ này nữa. Những mà gì bạn mới hội viên đã vào rồi thì đầu tiên bạn giúp Hồng Ngọc tắt mic nhá, đừng có gì để cho Hồng Ngọc đang nói lại dừng lại tắt, là nó không có gì tiện lắm. Đấy, tôi vẫn vẽ đây là Lan Anh thì Lan Anh tôi lại vẽ lại cái sơ đồ ban đầu, Nga vàng thì tôi lại vẽ một lần nữa là gì, Nga hàng đơn giản dễ dàng trên Facebook cũng là do có ai đối tác tìm đến, để mà ai người nó quá là đơn giản các bạn ạ, nó còn nhiều hơn nữa, cho nên là làm sao như rất nhiều người vào nhiều đại lý để lấy nhiều nguồn thu nhập. Nhưng mà tôi nói đơn giản trước để các bạn hiểu trước, còn tôi có nói phức tạp tí nữa nói sau không, bạn lại hiểu không hết. Thì những cái bạn người một này, bạn một này, bạn hai này, bạn ba này, bạn bốn này, ai cũng vậy, họ cũng có lịch trình rồi. Để cái này bài toán lớp 4 học sinh cấp 2 15-16 tuổi đã làm được, kết nối những cái động tác này làm sao, chỉ công thức có sẵn thôi, để hai người bạn tìm đến họ để họ về vốn làm sao nó đơn giản. Khi người khác về vốn, khi đội ngũ của mình về vốn thì bạn có một thu nhập khủng ở bên trên. Khi gì đội ngũ những tất cả những người đều về vốn, Nga vàng có thu nhập tự động, bạn này cũng có thu nhập tự động, 1, 2, 3, 4 có thu nhập tự động, bạn cũng có thu nhập tự động, cho nên cái hệ thống này làm sao nó phát triển không có giới hạn. Bây giờ tôi viết lại cái tầng đầu tiên, Nga vàng vào hợp tác gì, vào làm ngay, nắm bắt ngay cơ hội, thì lúc này là gì, Lan Anh có 1,420 USD tầng đầu tiên,
Tầng thứ hai bạn còn nhớ không? Tầng đầu tiên là có 1420 USD đó. Tầng thứ hai là gì? Có 680 đô của Lan Anh này, tự động này, trong khi Lan Anh còn đang ngủ, đang trông con, đang gì hoặc đi biển. Nhưng mà sao là gì? Nga và Hằng về vốn, Lan Anh có tự động, nên tôi viết lại nhé. Tôi viết lại 680 đô. Đó. Hả? Thế thì cái điều gì xảy ra tầng thứ ba của Lan Anh khi mà gì? Họ phát triển xuống 4 người mang lại thu nhập 680 đô tự động. Vậy thì hà cớ gì 8 người nó phải nhân gấp đôi lên chứ? Con số 1.300 đô đấy đã xảy ra với Lan Anh. Tiếp theo nữa. Cứ như vậy 16 người thì nhân đôi lên chứ? Bên trên 8 người 1.300 đô bây giờ gì? 1.300 đô tôi làm tròn số nhá các bạn nhá. Các bạn bảo gì? Cái gì 680 đô nhân 2 người tôi làm tròn số cho nhanh thôi. Đó, thế tiếp theo nữa. 16 người mà gì? Ở bên dưới thì sao lại phải gì nhiều hơn 8 người, gấp đôi của 8 người nhân đôi lên, đúng không? Cứ như vậy con số là gì? 2.600 USD. 5.200 USD, con số cứ nhân lên như vậy. 10.400 USD. 20.800 USD. Vân vân và vân, nó nhiều lắm. Có những cô gì? Thì cô họ Vương bây giờ thu nhập 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ 8 một ngày cơ, nó theo cái sơ đồ này đó các bạn ạ. Thì bây giờ các bạn là gì? Các bạn thấy một cái điều gì xảy ra ở đây? Bắt đầu từ tầng thứ hai không phải Lan Anh làm, nhưng nó lại con số thu nhập khủng. Kỳ lạ, mình không làm vẫn có thu nhập khủng theo cấp số nhân và tài khoản. Cái điều này ở bên ngoài dễ có không các bạn? Tôi khẳng định rằng nếu bạn nhìn thấy một mô hình nào bên ngoài này, bạn chụp lại, tôi tặng cho bạn gì? Tôi tặng cho các bạn, mỗi một bạn là gì? 10 triệu tiền Việt. Nào, cái mô hình bên ngoài này không có đâu. Bây giờ cả trong phòng 50 người đấy, gần 4-50 người đấy, các bạn nhìn thấy cái mô hình này ấy. Chỉ cần 1-2 bạn thôi mà có cái sơ đồ chế độ trả thưởng này, các bạn chụp lại, tôi tặng cho bạn gì? Mỗi một bạn đều nhận được cái phần thưởng 10 triệu trong phòng ngày hôm nay. Không có đâu bạn nhá, chỉ có mô hình này ở đây thôi. Cơ hội độc nhất vô nhị này, một cái mô hình tuyệt vời này không phải ai cũng biết tới, mà chỉ những người thì quan tâm đến Facebook như các bạn ngày hôm nay mới có cơ hội biết tới. Mà các bạn đặc biệt lại chỉ những người thì quen những người mà đang nằm trong lớp của tôi thì bạn mới biết được là gì, là tôi đang dạy mọi người một cách đơn giản để phát triển. Bắt đầu từ tầng thu nhập tự động 680 đô này đi xuống bên dưới, không phải Lan Anh làm, người khác làm, nhưng mà dọc nó khủng đến đời con của Lan Anh. Điều gì bạn sẽ nhận ra nhìn thấy trên sơ đồ này? Lan Anh không cần tìm ra nhiều người, chỉ cần mỗi Nga và Hằng thôi đã có như vậy rồi. Mỗi Nga và Hằng thôi. Đó. Thế nếu ngày hôm nay Lan Anh không nhận vị trí, chưa làm, Lan Anh vẫn ở bên ngoài này. Cái này gạch đi. Cái này ở bạn đây là không phải Lan Anh nhận. Đây là tôi viết là bạn Hoa ở đây. Hoa ở đây thì không phải Lan Anh. Thì đây là thu nhập cái hệ thống này của Hoa chứ, đúng không? Lan Anh ở đây thì làm sao? Lan Anh thì vẫn đi làm công xưởng hay ở nhà trông con, chẳng có cái thu nhập gì cả. Chẳng liên quan gì đến hệ thống. Đó, đấy là nếu mà gì các bạn không nắm bắt cơ hội. Thế còn Lan Anh làm sao? Khi mà gì Lan Anh nắm bắt rồi, sau một thời gian một tuần hay là một tháng kéo dài, xong hệ thống nó chạy rồi, cuối cùng làm sao? Cố gắng suốt vó lên chạy một đại lý vào, Lan Anh lại cắm dưới người khác, tụt xuống đây, tụt hậu đây rồi. Đó, cái thị trường của Lan Anh bây giờ, cái mực nó mực như này, mực này đó. Đấy, các bạn thấy nào, đây là thị trường của Lan Anh ở dưới này, bé như thế này thôi. Bởi vì sao? Suy nghĩ là cái giá của suy nghĩ, cái giá của đắn đo thì người khác người ta có đợi mình đâu. Thế giới chẳng ai người ta gì, người ta cầu xin mình cả, người ta vào thôi mà. Cho nên là người ta gì, người ta vào hết rồi, mình người ta vào nhiều rồi nên mình phải đứng dưới người ta. Cái vị trí nó tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống, tụt xuống và đến gì, đến cuối này. Ok, đấy là cái sơ đồ đơn giản để cho bạn hiểu. Thì bây giờ tôi nói tiếp là gì, bạn muốn thu nhập gấp mấy lần? Vào một thì bạn có một nguồn thu nhập, chỉ cần hai người là thành công. Và ba nguồn, bạn có muốn có ba nguồn thu nhập thì làm sao? Ba nguồn thu nhập bạn có gì? Bạn sẽ vào ba đại lý, ba nguồn thu nhập. Thế như thế này, đây là Lan Anh. Họ đây là Lan Anh. Đây là Lan Anh. Lan Anh, đại lý 1 của Lan Anh giới thiệu đại lý 2, tiền thưởng nó về đại lý 1, 400 USD. Lan Anh đại lý 1 giới thiệu đại lý 3 nằm bên dưới, nó tiền thưởng về đại lý Lan Anh, đại tài khoản của Lan Anh đầu tiên là 400 USD. Tiền hàng ngang 420 USD. Tiền hàng dọc 200 USD. Bạn còn nhớ cái sơ đồ Nga vàng không? Đây này, nó giống hệt đây này. Đó, 1.420 đô, đúng không? Cho nên là nếu điểm một lúc mà gì, Lan Anh vào 3 đại lý, vào 3 đại lý, điểm lúc thì đại lý đầu của Lan Anh ngay ngày hôm sau có thu nhập là tự động về tài khoản hôm sau đó là 1.420 USD.
Đó, cho Lan Anh. Lan Anh chỉ mất tiền cho hai đại lý bên dưới và cần mấy người bạn kết nối trên Facebook là đủ. 4 người. 4 người là thành công. Facebook của Lan Anh mà liên tục dập khuôn như vậy trong một tháng, trả lời không hết tin nhắn, để mà có 4 người hợp tác thì sao, nó quá là đơn giản. Có luôn 3 nguồn thu nhập. Tương tự, 7 vào 7 tặng 3, chỉ mất tiền cho 4 đại lý bên dưới. Và chỉ cần 8 em chân dài, yêu nghĩ các anh đẹp dài, chỉ cần 8 em chân dài là thành công. Có những bạn bạn nói chị ơi em phải nhìn thấy ai xinh xinh em mới gì mới trả lời. Có những bạn bạn làm cái mô hình này bạn còn kêu đến như thế. Em phải xinh thì em mới gì mới kết nối, mới cho người ta vào nghe, còn không thì em còn cứ để đấy đã. Cho nên cái mô hình này là làm sao? Nó rất là dễ làm nhá. Thì tiếp theo là tôi cho các bạn xem là kết quả hàng ngày. Kết quả hàng ngày này như thế nào? Tất cả ngoài trên Zoom mà các bạn vừa nghe ở cái gì? Ở cái Zoom lớn kia rồi, thì hàng ngày nó còn diễn ra ở các cái cuộc hội thảo lớn nhỏ. Cuộc hội thảo lớn nhỏ ở các nước nữa luôn. Các bạn nhìn trên màn hình điện thoại thấy. Cuộc hội thảo lớn nhỏ ở các nước. Được, các bạn thấy có đông không? Một người sẽ tạo ra một biển người sau một năm. Một biển người sau một năm sẽ tạo ra một vạn biển người. Đó. Các bạn thấy thế nào? Hôm nay các bạn vào nghe Zoom bên kia rất là đông người đúng không? Rất là đông. Và kết quả tuần nào cũng vậy, bên kia hôm nay chắc là cũng nhận rất là nhiều người đăng ký đại lý đúng không? Đấy, cái đăng ký đại lý này nó diễn ra một tuần 3 buổi. Diễn ra một tuần 3 buổi. Đó, đông như thế này. Đó, ai cũng nhận luôn. Vì sao ai nhận luôn? Bạn còn nhớ sơ đồ của Lan Anh không? Lan Anh không làm thì làm sao? Nếu như mà là Hoa làm thì sao? Hệ thống này của Hoa mà người khác đứng dưới Hoa chứ. Người ta có đứng vào Lan Anh đâu. Cho nên làm sao? Nếu như mà gì, những người này Nguyễn Thị Dung không nhận này, hay là gì vô có quyên bạn quyên không nhận, hay Vi Thị Thoai không nhận, hay là Phạm Thị Hương không làm ấy, thì sao, người khác người ta làm luôn, cho nên người ta phải nhanh chóng để nhận luôn vị trí, quẹt thẻ ngay trong đêm, chuyển khoản ngay trong đêm, hoặc gì 12 giờ sương do tức tốc chuyển khoản luôn, vào luôn học luôn để kiếm tiền luôn, có thị trường luôn. Đó, đông không, các bạn nhìn thấy trên này đông không, quá nhiều nước luôn đúng không, rất nhiều người làm, rất nhiều nước, cho nên cái trang Facebook này rất tuyệt vời. Nhiều khi thì tôi thường là gì, tôi thường nói với đội ngũ của tôi là gì, cái trang Facebook đúng là vĩ đại, nó mang lại cái thu nhập khủng đến đời con mình. Không phải làm gì, không phải ngồi máy bay, hay là không phải gì đến nhà ai gõ cửa, không văn này, cơ hội thả phanh cho mọi người lựa chọn. Đó, các bạn nhìn thấy nào. Rất là nhiều người, đây là trang thứ ba, tờ này tờ thứ ba đấy. Nhiều người ở trên nhiều nước. Tiếp theo nữa, bây giờ cho các bạn nghe ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung xin chúc cho mình xin lời càng ngày càng tiến xa quả thế giới luôn, và mình mong rằng là trong Việt Nam sẽ có những chiếc bài rất là lớn tặng trong buổi chào buổi hòa luôn. Hôm nay tôi quảng cáo dài này có cái màu này để cho quý vị thấy tinh thần của mình liên kết nơi, và Phi Nhung cũng mong rằng là Phi Nhung cùng với mình xin lời đi khắp các nơi để mà có nhiều khán giả và cũng là làm cho các bạn không có công an việc làm sẽ có công an việc làm với một cái nghề còn như đất nước. Nhưng mong rằng là lần sau là mình sẽ xin lỗi. Có lẽ một số bạn là nghe không rõ đúng không? Tôi nói lại hả? Là chị Phi Nhung nói gì, là chị nói rằng là gì, mong muốn của chị Phi Nhung là đem mô hình này ra thị trường toàn cầu để giúp đỡ được cho nhiều anh chị em Việt Nam có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn, thu nhập ổn định hơn. Và sắp tới thì Phi Nhung cũng sang Malaysia, sang Nhật đó, để giúp đỡ được cho nhiều người. Các bạn nhìn thấy thế này, mọi chỗ mọi nơi đen đỏ luôn. Sang các nước để lĩnh thưởng, các nước lĩnh thưởng. Các bạn thấy nào, một biển người này, mỗi một người cũng gì, làm cái động tác tổ chức hội thảo, cũng làm động tác kết nối trên Facebook như vậy, các bạn thấy như thế nào? Nó quá là gì? Trên Facebook và Line, Zalo, WeChat, rồi YouTube, thì các bạn thấy như thế nào? Nó quá tuyệt vời luôn đúng không? Tổng thống trước nhiệm kỳ của Đài Loan đã tín nhiệm ký và trao bằng ở cái mô hình này. Lên báo Việt Nam, báo xã hội, báo pháp luật, báo Thời Việt, đó, báo kinh tế. Tất cả những tờ báo này đều có hội viên của tôi đều đứng ở trong cái vị trí này. Ok. Cái vị trí rất là quan trọng. Ai cũng nhận là vị trí là bởi vì cái chóp tam giác này các bạn nhìn thấy.
ai cũng muốn ở cái vị trí tam giác màu xanh này, chẳng ai muốn là vị trí màu đỏ. Bởi vì sao? Do dự trượt dần tụt dần xuống màu đỏ. Nếu làm ở đây thì sao? Vị trí thị trường rất là nhỏ, cho nên là ai cũng làm ngay. Ở bên ngoài tổ chức hội thảo thì nhận đặt luôn tiền mặt. Ở Đài Loan dùng tiền Đài, ở Việt Nam dùng tiền Việt, ở Hồng Kông dùng tiền Hồng Kông, ở Singapore dùng tiền Singapore, ở Hàn Quốc dùng tiền Hàn Quốc, ở Nhật Bản dùng tiền Nhật Bản. Mỗi một lần đại hội ra ký luôn, các bạn nhìn thấy nào, đen đỏ ký luôn đó. Rất tuyệt vời. Đó, đi tới đâu cũng gì, màu áo, cái lá cờ Việt Nam là gì, có tiếng nói ở trên các nước. Chỉ có mô hình này đã giúp cho cộng đồng người Việt có tiếng nói trên các nước đó các bạn ạ. Ok, đây là cái phần chia sẻ của tôi. Thì bây giờ dành thời gian cho các bạn để các bạn có thể gì đặt ra câu hỏi, thì chị ơi chỗ nào em chưa hiểu. Đây là gì, cái phần chia sẻ rất dân dã của tôi. Ok, dành cho thời gian cho các bạn. Tâm cô tin hỏi chị Hồng Ngọc đi Tâm. Tâm cô tin. Putin đâu? Mở mic ra, bạn có cơ hội nói chuyện với tôi không dễ. Và bạn rất là may khi mà biết tới Vinh, Quang Vinh. Thì Quang Vinh nằm trong lớp này, bạn mới có cơ hội để nghe ông Ngọc nói. Ok, bạn nói đi. Dạ, xin chào chị. Chào em. Dạ, em là Tâm Putin. Đang làm gì? Dạ, em đang làm ở bên Nhật ha chị. Công việc bên Nhật bây giờ làm gì? Dạ, em làm bên trang trí nội thất. Thu nhập có cao không? Dạ, thu nhập một tháng của em được khoảng 30-40. Nếu như cuộc đời mà thì mình cứ 30-40 triệu diễn ra để mà có siêu xe thì nó có dễ không em? Dạ không chị. Cái này có dễ làm hay là làm bên trang trí nội thất dễ hơn? Em thấy cái mô hình này làm hay dễ hơn. Cho nên là gì, cái này mình phải nắm bắt ngay hay để sau này mới làm? Dạ, mình phải nắm bắt ngay thì nó tốt hơn, chứ sau này mọi người nhiều hơn thì... Rồi, chúc mừng em. Trượt đi một người là trượt đi một biển người. Bây giờ giống như tôi là Hồng Ngọc, tôi làm 11 tháng, bây giờ tôi có thị trường 1.500 người. Thì bạn biết đấy, là gì? Một người là trượt đi 1.500 người, năm thứ hai nó không nằm ở 1.500 người, nó lên tới con số hàng vạn người. Đúng không? Đúng. Rất tuyệt vời, chúc mừng bạn. Liên hệ với Quang Vinh để chuyển khoản và gì, tôi sẽ mời bạn vào cái lớp bắt buộc thu nhập này, bạn có kiến thức ở tôi để bạn có nhiều khách giống như mọi người, để bạn trả lời không hết tin nhắn nhé. Cảm ơn chị. Không có gì. Còn ai nữa? Bạn em là Trần Mita. Tốt nhất là các bạn cứ bảo nói với người của mình là mở mic ra, có vấn đề gì mở mic ra. Phượng Hiếp này, thế rồi Trần Mita này, Trần Thủy này. Rất là may mà thì bạn lại biết được tới tôi, mà được nghe giọng nói của tôi, được tôi dạy, trong tương lai tôi dạy bạn kiếm tiền, tôi dẫn dắt bạn, tôi dẫn dắt bạn, tôi cho bạn những kiến thức mà người khác không có. Thì ngày hôm nay là một cái điều may mắn, bạn mở mic ra, bạn hỏi đi. Chỗ nào bạn chưa hiểu, hay là Ngọc Thủy Hà này. Đấy, rất nhiều bạn mới, bạn hỏi đi, bạn mic hỏi đi. Lệ Giang, em hiểu chưa Lệ Giang ơi? Lệ Giang này. Vòng nói lại. Cơ hội mà dành cho các bạn là hỏi tôi không có dễ. Các bạn có thể bật mic hỏi. Hiểu chưa Lệ Giang? Lệ Giang hiểu chưa? Không nghe thấy gì hết. Nếu như Lệ Giang nghe tai nghe thì rút cái tai nghe ra. Và rút cái tai nghe ra thì nói chuyện thì tôi nghe thấy. Hoặc là chạm vào màn hình bên trên góc bên trái có cái chữ up chuyển thành về on thì bạn nói tôi nghe. Ok, nói đi. Alo, nói đi, nghe thấy rồi đấy. Nói đi. Chưa định được hướng. Khi nào bạn định được hướng rồi bạn alo một tiếng nhé. Đấy, cô Võ Nhàn này, Ngọc Thủy Hà, bạn hiểu chưa? Thế rồi số bạn mới nữa. Mọi người là gì? Nhiều khi là mọi người còn để dành khách để đến tôi thuyết trình cơ, chứ người ta không cho vào Zoom lớn, cho nên là cơ hội dành cho bạn rất là hiếm. Bạn có thể bật mic để trả lời.
Minh Phúc, Trần Thủy, bạn hiểu chưa? Rồi Trần My Tha. My Tha mở mic. Hả, chạm vào màn hình. Các bạn không biết mở mic chỗ nào, bạn chạm vào màn hình bên dưới góc bên trái. Có gạch chéo đó, bạn chạm vào đấy mất. Hả? Bạn bật ra mở hỏi. Chị hỏi hộ em bạn chuẩn hit có gì hỏi. Ai mới cứ bật mic ra hỏi. Cái cơ hội để thay đổi cuộc đời bạn mà bạn không có hỏi thì em nói thiệt cho bạn thôi. Cơ hội thay đổi cuộc đời của mình này. Mình không có tiền, làng xóm ông chẳng đem biếu mình một đồng nào đâu. Đúng không? Mình không có tiền còn ngay cả người nhà mình có khinh mình nữa ấy. Chứ đừng có tưởng. Cơ hội để mình tỏa sáng mình, để mình có tiếng nói cho tiếng nói với cuộc đời của mình, làm chủ bản thân mình. Cho nên thì các bạn phải mở mic để hỏi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thì liên hệ với người. Chị hỏi em nên thế nào? Hiểu chưa? Hiểu chưa Trần My Tha? Dạ em chưa hiểu chị. Em vào lúc nào? Chưa hiểu. Úi. Em vào từ lúc nào? Em vào từ lúc nào? Mở mic ra đừng có tắt. Cứ mở mic ra, chạm vào đấy mất đi, cho nó mất cái đỏ đấy đi. Em vào từ khi nào? Chưa hiểu để chị nói từ đoạn đó. Trần My Tha mở ra. Trần My Tha mở ra. Mình không hỏi, sau một tháng mình thiệt 100 triệu. Bởi vì sao các bạn biết là tôi lập ra cái lớp ý, bắt buộc thu nhập 90 triệu trong 30 ngày. Và ngày thứ 7 các bạn ấy đã có thu nhập 2.000 đô. Thì bạn thử tính xem, đến ngày thứ 30 thì có bao nhiêu tiền. Nào rồi Trần My Tha, chỗ nào em chưa hiểu? Trần em My cũng không biết nữa chị. Hả? Em muốn biết từ đâu luôn á chị. Em muốn biết từ đâu luôn. Em đã nghe ở cái Zoom lớn kia chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ bắt đầu chị nói lại từ đầu từ đây nha em nhé. Dạ. Lúc nãy là gì chị nói em có nghe hết đến cuối đúng không? Dạ có ạ. Nhưng mà gì từ đầu mà không biết bắt đầu từ đâu đây này. Công việc đầu tiên của em vào ấy, đầu tiên để vào ấy, để mà gì kinh doanh hãng cà phê hợp pháp thì em phải mua thương hiệu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cái này cũng vậy, em không mua thương hiệu là gì? Không hợp pháp là không được nhận được cái sự hỗ trợ mà mình còn bị chụp và bị phạt nữa rồi. Cho nên mình phải mua thương hiệu. Thương hiệu ở đây là cái giá là bao nhiêu? 45 triệu cả cước phí gửi đến đời con mình luôn. Cơ cà phê mà em mở 3 năm em nghỉ, sau em không mở nữa, sau này sau 3 năm sau em lại mở nữa là em lại phải mua thương hiệu lần nữa. Đúng không? Nhưng cái này nó đến đời con em, cái vị trí đến đời con em mà không bao giờ và không bao giờ bị mất. Cho nên khi em đã vào rồi thì chị sẽ chỉnh sửa Facebook cho em. Hiểu chưa? Chuyển khoản xong rồi, chụp hóa đơn sẽ được mời vào trong đội ngũ, trong lớp. Trong cái lớp bắt buộc này là chị sẽ chỉnh sửa Facebook cho em, đặt hình ảnh gì. Nhưng hôm trước liên tục Hồng Ngọc sửa cho các bạn ấy, đặt sửa hình ảnh Facebook, hình ảnh đầu như thế nào, hình ảnh đại diện như thế nào, chỉnh sửa như thế nào và gì cài đặt chính hình ảnh như thế nào và đăng cái lịch trình như thế nào. Thì bây giờ thì tôi lại cho bạn này My Tha, cái gì My Tha, cái gì My Tha nhỉ? Em thử My Tha nhỉ? Trần My Tha. Trần My Tha. Đấy bây giờ Trần và Hồng Ngọc lại cho Trần My Tha cái lịch trình lại từ ban đầu nhá. Yeah. Nghe này. Cơ hội dành cho anh chị em Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên các quốc gia đều có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bạn làm việc những lúc rảnh không hề ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bạn, mang lại thu nhập 200 đô, 400 đô mỗi ngày. Thu nhập lấy ngay trong ngày hôm sau. Mà không hề ảnh hưởng đến công việc hiện tại, thu nhập lấy ngay trong ngày hôm sau và mang lại và còn có cái thu nhập tự động đến đời. Đến đời sau. Hoan nghênh anh chị em đang sinh sống và làm việc trên các quốc gia, inbox trực tiếp cho Trần My Tha sẽ được tư vấn cụ thể. Đến đây rồi thì em sẽ và em có up cái hình ảnh của hệ thống thì em có gặp được rất nhiều cái hội thoại như thế này. Là inbox người ta hỏi em. Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Thế mà vừa nãy là em lấy lịch trình của chị em đăng đấy, còn bây giờ em lại lấy cái hội thoại của chị để em trả lời cho khách này. Khách nó hỏi bây giờ em lấy này. Thì nó hỏi là chị Trần My Tha làm thế nào được ạ? Em tư vấn cho em thì đến đây thì em hỏi em chào hỏi em mở lời như thế nào? Chào bạn, mình là Trần My Tha đang định cư ở Đài Loan hay là đang định cư Việt Nam, nghĩa là cái nơi mà bạn đang định cư đấy. Đang định cư ở Đài Loan, rất vui được làm quen với bạn. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở khu vực nào, của nước nào, bạn dành vào thời gian nào? Thì tới đây rồi đó, thì đối phương nó nói là gì? Em chào chị em ở Đắk Lắk, hay là gì? Em chào chị em ở Bình Dương, hay em chào chị em ở Nhật Bản, hay là em ở Nga. Bây giờ nên là em ở Nga, em dành một cái thời gian là gì? 7 giờ tối đến 10 giờ đêm giờ Việt Nam, 11 giờ đêm. Ok, tới đây rồi thì Trần My Tha lại trả lời như thế nào? Vì đây là một cái mô hình kinh doanh liên kết mạng hợp pháp toàn cầu, công việc làm ăn nghiêm túc.
Mita không thể nói ngắn gọn từ 5 đến 7 phút để cho bạn hiểu được. Nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu, thì mình sẽ hướng dẫn bạn tải Zoom về để xếp lịch cho bạn được vào phòng Zoom hội thảo online toàn cầu như thế này. Có đông người vào không? Cùng 4 đến 500 thành viên Việt Nam đến từ các quốc gia vào nghe hội thảo. Có đông không em? Đông không? Dạ đông chị. Cho nên em chỉ làm cái động tác kết nối này thôi. Em lấy cái của chị có sẵn. Lấy cái của hệ thống của chị, của đội ngũ có sẵn. Em chuyển để em làm động tác kết nối. Có những bạn một ngày em một ngày bạn kết nối được một tuần có 3 buổi hội thảo Zoom. Bạn tích lại, bạn kết nối, bạn hẹn khách 60 khách vào nghe Zoom luôn. Yeah. 60 khách luôn. Cho nên là cái này để mà cơ hội 60 khách chả nhẽ không có nổi để 6 người hợp tác với người ta sao? Đúng không? Cho nên là cơ hội này ở thành công ở đây để mà gì? Để mà tìm đối tác hợp tác với mình nó dễ hay nó khó hả em? Dạ cũng không khó cho lắm ạ. Cái điều quan trọng người ta hưởng, người ta được cái gì, lợi nhuận, lợi thế gì người ta mới làm đúng không? Khi vào đấy người ta nghe xong cơ người ta ồ sản phẩm thì rất là tuyệt vời, trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi. Họ đặc biệt có những người do có nhà lại còn có bố mẹ làm tiểu đường, bị bệnh tiểu đường nữa. Lại còn bị là gì, suy bất dạ dày nữa, lại còn người bị béo phì nữa, còn nhiều chứng bệnh nữa. Lại càng có cơ hội kiếm tiền, có cơ hội lật mình. Tiền thì lấy ngay trong ngày hôm sau mà nó không phải là 1-2 triệu mà nó là gì, ít nhất thu nhập ít nhất là 200 đô trở lên. Lấy ngay trong ngày hôm sau. Cho nên là gì, cái này nó lại cái điều quan trọng, không cần phải tìm nhiều người, không cần phải thuyết trình. Hoàn toàn là hệ thống lịch, cái lịch trình là có sẵn. Cho mình làm, mình up lên, mình chuyển cho khách. Và bên trong có giảng viên giúp mình thuyết trình. Thu nhập tự động đến đời con mình. Cho nên là cái này ở bên ngoài có dễ có không em? Dạ không mà chị. Cho nên là gì, rất nhiều người sẽ vào làm cái này. Đó, sơ đồ này đấy, Nga và Hằng làm. Em hiểu sơ đồ này giữa hai người vào làm ấy. Tiền giới thiệu trực tiếp Nga bên dưới chỉ với là 400 đô, Hằng là gì? Tiền giới thiệu trực tiếp về 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 em ở bên trên ấy là gì? Là gì 400 đô. Hằng ngang là 420, Hằng dọc là 4 là 200, tổng là 1420 đến đây em hiểu chưa? Chỗ này em hiểu chưa? Dạ chưa chị. Chỗ này chưa hiểu. Thế lúc nãy em vào từ đoạn nào? Thế lúc nãy em có nhìn trên màn hình điện thoại không? Có. Em nhìn mà không hiểu, bây giờ chị nói lại nhá. Em tiếng nói của em rất đáng yêu. Chị đã chiều em và chị nói lại với em. Một lần nữa, bây giờ Nga nằm ở bên tay trái của em thì công ty thưởng trực tiếp vào tay trái của em ở 400 USD, nhìn thấy chưa? Dạ rồi ạ. Hằng nằm bên tay phải của em thì công ty thưởng trực tiếp vào tài khoản của em đấy là gì, 400 USD, nhìn thấy chưa? Dạ rồi chị. Có cái đường hàng ngang giữa Nga và Hằng 420 USD nữa thưởng trực tiếp vào tài khoản của em nữa, nhìn thấy chưa? Dạ rồi chị. Đường hàng dọc từ trên xuống 200 đô nữa thưởng vào tài khoản của em nữa, em nhìn thấy chưa? Dạ rồi chị. Tổng cộng lại là có 1420 USD, nhìn thấy chưa? Dạ rồi. Ban đầu mà em vào thì là gì? Cả cước phí gửi 45 triệu 1745 là thì đại lý cả cước phí gửi là 45 triệu. Thế bây giờ có hai người hay là thì 1420 gần như về vốn rồi còn đâu nữa, đúng không? Yeah. Cho nên gần như về vốn rồi cho nên ra là mình miễn phí 19 hộp sản phẩm, mình lại lãi là gì? Lãi cái khủng ở đây là cái vị trí đại lý đến đời con mình. Đúng không? Yeah. Chưa hết Nga vàng nó cũng làm như em à. Nga nó cũng đang cũng làm y như em, nó cũng về vốn như em. Em ở bên trên em có thu nhập tự động 680 đô trong khi em không phải em làm. Hiểu chưa? Nga, yeah, kết nối được hai người bạn dễ hay khó? Dạ cũng không khó cho lắm ạ. Hồi nãy giờ em nghe chị nói em cũng hiểu rồi. Cho nên là em có thu nhập tự động em không làm mà em có. Đó. Cho nên cái hệ thống này, cái hệ thống vĩ đại này, em nhìn cái hệ thống vĩ đại này. Hệ thống vĩ đại này bắt đầu từ tầng 680 đâu, không phải mình làm. Mang lại thu nhập khủng. Hiện tại là gì, có cô Vương làm được 3 năm. Năm nay năm thứ tư cô có thu nhập 3 tỷ rưỡi đến 3 tỷ 8 một ngày. Đó, cũng từ là từ cái hệ thống nhân rộng như thế này. Trong khi cô ấy chẳng quen ai với ai. Cô không quen ai, cô quen mỗi hai người bắt đầu. Và ban đầu vào cô cũng vào 45 triệu giống như mình bây giờ. Cho nên là cái này là có, cái này có cần phải tìm nhiều người không em? Dạ sao chị? Cái này có cần phải tìm kiếm nhiều người không? Có cần phải kết nối nhiều người không? Có cần ạ. Thế em, chị hỏi em bây giờ cái sơ đồ này em có quen những người bên dưới không? Những cái bạn bên dưới này em có quen không ạ? Dạ không ạ. Cái này có cần phải tìm nhiều người không? Đầu tiên em chỉ quen mỗi Nga và Hằng thôi chứ em có quen những bạn bên dưới đâu. Dạ đúng rồi chị. Cho nên mình không quen làm sao mà mình phải tìm họ, đúng không? Mình có quen họ nhiều đâu mà mình phải tìm họ. Mình chỉ quen mỗi Nga và Hằng trên Facebook, mình giới thiệu họ vào để nghe hội thảo ấy chứ, đúng không? Dạ. Cái này có cần phải tìm nhiều người không? Không chị. Có mỗi hai người nhưng mà sau này lại mang lại cái thu nhập tự động đến đời con mình, cái này có, nó có tuyệt vời không? Dạ có ạ.
Nga và Hằng cũng vậy, là gì sau này em vào em cũng Nga và Hằng là em thành công, em hỗ trợ cho Nga và Hằng. Hỗ trợ như thế nào? Nga đăng bài không đúng, em nói này Nga ơi, đăng cái này phải đăng như thế này này. Cái chữ này sửa đi, cái hình ảnh phải đăng hình ảnh này này. Họ. Yeah. Là gì? Cái này phải để chế độ công khai. Họ cái này phải trả lời như này để em hỗ trợ người ta như vậy thôi. Là người ta về vốn là em đã có thu nhập tự động rồi, hiểu chưa? Dạ yeah, chị hiểu rồi. Ừ. Đấy, tới đây em hiểu chưa? Dạ yeah, rồi ạ chị. Cái này có nhiều người làm không em? Dạ giờ em cũng không biết, tại vì em cũng mới quen cái bạn đã giới thiệu cho em và em nhìn trên màn hình điện thoại giúp chị, cái này có nhiều người làm không? Có ạ. Em làm sao mà em nhìn được ở bên ngoài, bởi vì làm sao cái nhiều cái thông tin em chưa thể biết được, nhưng bây giờ em chị nói với em là cái hệ thống nó phát triển như vậy, em nhìn thấy chưa? Dạ em nhìn thấy rồi. Một biển người này mà lại nhân ra một vạn biển người thì em thấy là cái tốc độ phát triển nhanh hay chậm? Dạ nhanh mà chị. Cái này cái công việc hiện tại của em đang làm gì? Em đang làm thuê thôi chị ơi. Em làm ở đâu? Em ở thành phố Kon Tum ạ, ở Tây Nguyên ạ. Ở Tây Nguyên tháng thu nhập là bao nhiêu? Có 4 triệu thôi ạ. 4 triệu à? Dạ. Yeah. 4 triệu ấy thì 4 triệu thì có bao giờ dám mơ tới là mua con xe 100 triệu để đi không? Dạ không ạ. Thế cơ hội này nó có giúp em là thực hiện được cái điều đó không? Dạ có ạ. Nó giúp em thực hiện rồi thì bây giờ em có làm không hay chưa làm? Dạ có, giờ làm ạ. Thế thì cái cơ hội này mà em không làm thì thế giới nó có này nỉ mình không? Dạ không ạ. Cho nên là gì, cái cơ hội này mà qua rồi thì bao liệu mình có cơ hội nào đến với mình tuyệt vời như thế này nữa không? Dạ không chị. Và đặc biệt em có biết chị có mở cái lớp bắt buộc thu nhập 90 triệu trong 30 ngày, em có biết cái điều này không? Có ạ. Vậy thì em muốn kiếm tiền ngay trong ngày mai không, ngày kia không? Dạ có chị. Nếu như em trượt một người là sang năm em trượt đi 1.500 người đấy, em biết không? Dạ em biết ạ. Chúc mừng em. Thế thì sao liên hệ với Vinh để làm sao? Cái trường hợp này, cái anh ở Bắc Giang, anh không có tiền, anh làm 12 năm ở công xưởng, thu nhập 8 triệu, cuối cùng vay lãi ngân hàng. Vào đây ngày thứ 7 học ở lớp chị, ngày thứ 7 có thu nhập 2.000 đô. Vậy đây có xứng đáng để vay lãi vào đây để làm không? Dạ có chị. Bên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trần My Tha năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 26 ạ. Có muốn chồng mình yêu mình nhiều hơn không? Em chưa có chồng chị. Có muốn mình nhìn gì vào đây mình tìm được những anh đẹp trai ở trong này cũng có thu nhập vài trăm triệu một tháng không? Chắc có. Chỉ nha chị khuyên em nhá. Chưa lấy chồng thì đừng có chọn chồng ở bên ngoài, mà hãy chọn những cái anh người ta đang phát triển hệ thống đây này. Rất nhiều những doanh nhân thu nhập triệu đô mỗi tháng, người ta nói gì em biết không? Nếu như bạn không biết xây dựng cho mình một hệ thống, tìm cho mình một công việc mà ngay cả trong khi ngủ tiền cũng vào tài khoản của bạn, thì xác định bạn sẽ làm đến chết. Em hiểu không? Cho nên là gì, em hãy tìm những người ở trong hệ thống này để mà làm bầu làm bạn, để mà gì có được cái gì cùng nhau phát triển. Đừng có tìm người bên ngoài, sau này đi nước nọ nước kia, đi hội thảo là nó ghen tị đấy. Nó ghen xong bắt đầu là lại tỏi lên là gì, là bắt đầu lại không có thành canh đâu. Cho nên là hãy tìm những người trong này được cả chỉ lẫn chài, hiểu chưa? Được cả được tiền thu nhập khủng, lại được cả gì? Được cả một cái gì một cùng chung một chí hướng luôn. Chúc mừng em nhá. Dạ. Anh nào chưa có vợ thì liên hệ với Trần My Tha, mà có thu nhập khủng rồi, còn nào chưa có thu nhập khủng thì đừng có liên hệ nhá. Học đi rồi hãy liên hệ. Ok. Còn tiếp theo đó, dành cho gì thời gian dành cho bạn khác. Anh hiểu chưa mở mic trả lời anh ơi. Alo đâu rồi? Ai chưa hiểu? Trần Thủy, em có chỗ nào không hiểu em mở mic trả lời nha. Trần Thủy mở mic trả lời. Zominzi, ai giới thiệu mở mic trả lời. Nhìn em gái rất là xinh. Ai giới thiệu em? Hình như em mới vào đúng không? Mới vào. Chào chị. Có hiểu không? Dạ em hiểu. Thầy ta giỏi vậy. Em vào lúc nào? Dạ em vào lúc 9:20. Rất tuyệt vời, thế thì hiểu rồi. Em đang ở đâu? Em đang ở Hàn Quốc à chị. Xinh gái vậy. Em đi lao động hay là có gia đình rồi? Dạ em có gia đình rồi. Thế thì có muốn là gì mình thể hiện mình là càng tuyệt vời hơn để mình đưa cả họ mình đi khắp Nam Châu để du lịch không? Dạ em có ạ. Cái cơ hội này theo em nó khó hay nó dễ? Cái quan trọng nó khó làm hay dễ làm đã?
Em thấy chị nói em thấy dễ à. Chị mà nói đây, mà có ai mà trong cái phòng Zoom tất cả mọi lần chị chia sẻ ai mà nói không làm ấy, là chị tặng cho người ta hai cái sự. Chị không nói nữa bởi vì sao? Chị dẫn dắt cái người mà thì có cái tư duy, tuy là nghèo nhưng người ta có tư duy của người giàu thì chị dẫn dắt họ thành công được. Nhưng mà cái người mà thì có một chút đôi tỷ trong nhà thôi nhưng có tư duy của người nghèo là chị không thể dẫn dắt được họ, hiểu không? Cho nên là gì? Ừ, cho nên là ngày nay em làm, ngày mai chị có dẫn dắt em thành công được không? Có kiếm tiền được ngay ngày mai không? Dạ. Ngày nay em bắt tay, ngày mai chị cũng hướng dẫn cho em lịch trình đấy. Em có kết nối được nhiều người vào nghe hội thảo không? Dạ có ạ. Ai là người giới thiệu em? Dạ Minh Phúc ạ. Tuyệt vời. Có làm không hay là chưa làm? Em có đi làm rồi chị. Tuyệt vời, chúc mừng nhá. Xong rồi nắm bắt, xong rồi vào dãy lớp này để học nhá. Dạ. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Lần sau nhớ vào là viết mở đóng ở ngoặc Minh Phúc. Họ Minh Phúc phải nhớ nhắc bạn là như vậy. Hả? Còn ai nữa? Lệ ơi, bạn Trần Thủy, bạn của em giới thiệu vô, bạn ấy nói là không mở mic được. Không mở mic được, hiểu được không? Bạn có nhiều thắc mắc lắm đó chị. Nhiều thắc mắc thì inbox trực tiếp cho chị. Dạ, để em gửi cho bạn. Inbox cái đường link Facebook của chị nhá. Hoặc là hỏi trực tiếp. Dạ. Các bạn đã vào hội viên rồi. Mà gì có vào hội viên rồi mà có việc bận thì cứ lẳng lặng ra. Không phải trình, không phải thông báo với tôi. Cái này. Các bạn hiểu rồi thì inbox để nhận vị trí ông Ngọc dẫn dắt bạn kiếm tiền ngay trong ngày mai. Đây là cái cuộc, đây là cái gì? Đây là cái cơ hội để thay đổi cuộc đời của các bạn đó. Không có một cái cơ hội nào giúp bạn thay đổi cuộc đời vận mệnh của bạn đâu. Tôi chỉ biết là nhắc nhở mọi người là như vậy. Tôi năm nay 40 tuổi rồi. Tôi rất là tự hào tôi đang làm cái lĩnh vực này. Vì tôi hàng ngày tôi giúp đỡ được rất nhiều người kiếm cái thu nhập đang là gì, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu một ngày. Đây là một cái động lực mà tôi rất là vui hàng ngày. Ok. Chào các bạn nhá. Hiểu rồi, inbox với người thân của mình để nhận vị trí và được vào trong lớp học.